Thời điểm này đang là vụ thu hoạch chính của người trồng cam Quỳ Hợp. Đến đâu cũng cảm nhận được không khí rộn rịp của các nhà vườn đang khẩn trương thu hái. Có mặt tại vườn cam của gia đình ông Đặng Ngọc, xóm Minh Hồng, Minh Hợp, với diện tích 0,5 hectare, chủ yếu là giống cam xã Đoài Lòng Vàng. Đây là mùa thu hoạch thứ hai của gia đình. Do sử dụng phân bón Obi Ong Biển nên sản lượng cam của gia đình ông Ngọc tăng hơn năm ngoái. Chất lượng cam cũng khác hẳn so với khi chưa bón phân Obi Ong Biển. Đến điều phút này thì có thể nói cam không được bón phân Ong Biển, và cái cam Ong Biển thì chúng tôi cũng đã được ăn và kiểm chứng rồi. Ta ăn cái cam mà được bón phân Ong Biển là muối nó đặt vào miệng ăn thì nó tan sớm hơn. Và sau khi ăn cái cam mà không được bón Ong Biển, cái bả còn một ít trong, ta cứ nhai tiếp thì nó hơi nhặn nhặn đắng một tí. Mặc dù phân bón Ong Biển mới vào thị trường Nghệ An gần một năm nay, thế nhưng Ong Biển đã được nhiều bà con trong vùng cam Quỳ Hợp lựa chọn sử dụng, như hộ ông Phan Hữu Lý ở xóm 1 Minh Hợp, Quỳ Hợp. Với diện tích 12 hectare cam, ông Lý đã tin tưởng lựa chọn phân bón Ong Biển với niềm tin chắc chắn sẽ giành thắng lợi. Và quả đúng như vậy, vụ thu hoạch cam năm nay, sản lượng cam của gia đình ông Phan Hữu Lý ước đạt 300 tấn quả. Năm nay là chất lượng cam đó, là mỏng vỏ đẹp hơn. Và thứ hai là ngọt, độ ngọt là nồng hơn của năm ngoái. Định sang năm là hợp tác với ông Biển để làm cái nguồn cam sạch. Phân bón Obi Ong Biển sử dụng nguyên liệu đa hữu cơ cao cấp, giàu chất dinh dưỡng từ phế phụ phẩm các nhà máy chế biến thủy sản, bùn sinh khối từ các loại chất thải lỏng sinh hoạt, chất thải gia súc gia cầm kết hợp bã bùn, mật mía. Tất cả đều được thu gom và vận chuyển về xử lý tại nhà máy xử lý chất thải của công ty Đại Nam trước khi làm nguyên liệu sản xuất phân bón Obi Ong Biển. Khi phân bón Ong Biển trực tiếp vào cái thị trường thì hiện bây giờ là Thành Thanh Hóa, rồi Yên Định Thanh Hóa, rồi Cao Phong Hòa Bình cũng đã dùng phân bón Obi Ong Biển. Cái định hướng của phân bón thì Ong Biển thì cũng rất muốn mở nhiều cây trồng khác, chẳng hạn như hoa màu, rồi rau sạch. Cho nên bây giờ bà con một số canh tác độc lập nên cũng chưa định hướng nhiều, nhưng mà rồi đây thì Ong Biển sẽ tiếp cận cùng với bà con và hướng dẫn cho các bà con, kể cả là các cây nghệ hay là các cây rừng để mà trồng, để mà mang tính chất là hoàn toàn là gọi là tập trung cơ.